sống đúng, sống đẹp. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Thứ ba, 22 tháng 3, 2022. Tập 83. Từ số 1487. Số 1487. Cuộc tâm sự giữa Thiên Chúa nhân lành với một linh hồn đau khổ. Hỡi linh hồn đáng thương, cha thấy con chịu lắm tân toàn và thậm chí không có đủ sức để thưa chuyện với cha. Thế thì cha sẽ bắt chuyện với con vậy. Cho dù những đau khổ của con có lớn lao đi nữa, con cũng đừng nản lòng hoặc đầu hàng sự tuyệt vọng. Hỡi con nhỏ của cha, hãy nói cho cha biết ai đã dám gây thương tích cho trái tim con. Con hãy kể lể mọi sự chân tình với cha và tỏ bày cho cha tất cả những thương tích của trái tim con. Cha sẽ chữa lành và đau khổ của con sẽ trở nên mạch nguồn thánh hóa cho con. Linh hồn đáp, lạy Chúa, những đau khổ của con quá lớn, quá nhiều và quá lâu, đến nỗi làm con phải ngã lòng. Hỡi con nhỏ của cha, con đừng nản chí. Cha biết niềm tín thác vô hạn con trao đặt nơi cha. Cha biết con ý thức về lòng nhân lành và tình thương xót của cha. Vậy cha con mình hãy hàn huyên cho hết những gì đang đè nặng trái tim con. Có đủ thứ chuyện cho nên con không biết phải nói điều nào trước và phải trình bày như thế nào nữa. Con hãy nói cho cha thật đơn giản như chỗ bạn bè với nhau. Hỡi con, bây giờ con hãy kể cho cha biết điều gì cản trở con tiến bước trên đường trọn lành. Linh hồn đáp, sức khỏe yếu nhược đã kìm hãm con trên đường trọn lành. Con không thể chu toàn các phận sự. Con vô dụng như một bánh xe thừa thãi trên một cỗ xe. Con không hãm mình hoặc giữ chay được đến mức các thánh đã làm. Lại nữa, không ai tin con là bệnh tật. Thành ra, nỗi đau tinh thần làm trầm thống thêm nỗi đau thể xác. Và con thường xuyên phải chịu nhục nhã. Lạy Chúa Giêsu, làm sao ai lại có thể nên thánh trong những hoàn cảnh như thế được? Con nhỏ của cha ơi, đúng thế, tất cả điều ấy đều là đau khổ. Nhưng đâu còn con đường nào khác dẫn lên trời ngoài con đường thánh giá. Cha là người thứ nhất đã đi con đường ấy. Con phải biết đó là con đường ngắn nhất và bảo đảm nhất. Linh hồn đáp, lạy Chúa, trên con đường nên thánh cũng còn một ngã trở khác. Vì trung thành với Chúa mà con cam chịu bách hại và đau khổ rất nhiều. Chúa Giêsu trấn an linh hồn. Chính vì con không thuộc về thế gian nên thế gian mới ghét bỏ con. Trước tiên, thế gian đã bách hại cha. Bách hại là dấu hiệu minh chứng con đang trung thành theo bước cha. Bách hại là dấu hiệu minh chứng con đang trung thành theo bước cha. Lạy Chúa,
con còn chán nản vì các bề trên và cha giải tội của con cũng không cảm thông những thử thách nội tâm của con. Một đám mây mù bao phủ tâm trí con, làm sao con có thể tiến bước? Tất cả điều ấy làm con nản chí và chẳng còn muốn vươn lên đến đỉnh cao trọn lành nữa. Chúa Giêsu đáp: Được, con ơi, lần này con đã tâm sự khá nhiều với cha. Cha biết rằng không được cảm thông cũng là một nỗi đớn đau, nhất là từ những người mà ta yêu mến và cởi mở thật nhiều. Nhưng con hãy biết, tất cả những phiền sầu và khốn cùng của con được cha cảm thông là đủ lắm rồi. Cha hài lòng với niềm tin tưởng vững vàng của con. Dù thế nào cũng vẫn tin vào các vị đại diện của cha. Từ đó, con hãy biết rằng không ai có thể cảm thông hoàn toàn cho một linh hồn, vì điều ấy vượt quá khả năng nhân loại. Vì vậy, cha vẫn ở lại trên trần gian này để ủi an trái tim nhức nhối của con và bổ sức cho linh hồn con, để con khỏi phải lao đao trên đường. Con nói có một bóng đen tăm tối dày đặc đang phủ lấp tâm trí con. Nhưng trong những lúc ấy, sao con không đến với cha là nguồn sáng, trong một giây phút có thể chiếu dãi vào linh hồn con tri thức thánh thiện nhiều hơn trong bất kỳ sách vở nào? Không cha giải tội nào có thể dạy dỗ và chỉ dẫn cho một linh hồn được như thế. Con cũng nên biết, cảnh tăm tối mà con than phiền ấy, chính cha là người trước tiên đã chịu trong vườn cây dậu. Giữa lúc linh hồn cha bị nghiền nát trong nỗi thảm sầu đến chết, cha cho con chia sẻ một phần những đau khổ ấy, vì ân tình đặc biệt cha dành cho con và vì mức độ thánh thiện cao vời cha muốn ban cho con trên thiên đàng. Linh hồn đau khổ là linh hồn gần gũi với trái tim cha nhất. Linh hồn đau khổ là linh hồn gần gũi với trái tim cha nhất. Linh hồn lại thưa với Chúa: Lạy Chúa, còn một điều nữa, con phải làm gì khi bị người đời quên lãng và chối từ, nhất là với những người đáng lẽ con được quyền nương tựa trong những lúc cần thiết? Chúa Giêsu nói: Hỡi con hãy dốc lòng, đừng bao giờ nương tựa vào người đời. Đừng bao giờ nương tựa vào người đời. Con hãy phó mình hoàn toàn cho Thánh Ý Cha bằng lời này: Lạy Chúa, không phải ý con, nhưng là Thánh Ý Chúa hãy nên chọn nơi con. Lời này khi được thốt ra từ thâm tâm có thể nâng một linh hồn lên đỉnh trọn lành chỉ trong một thời gian ngắn. Cha vui sướng nơi một linh hồn như thế. Linh hồn ấy đem lại vinh quang cho cha. Linh hồn ấy làm tỏa ngắt thiên đàng bằng hương thơm nhân đức của mình. Nhưng con hãy hiểu rằng sức mạnh để chịu đựng đau khổ là do việc thường xuyên hiệp lễ. Vì vậy, con hãy thường xuyên đến với nguồn mạch thương xót ấy và dùng chiếc bình tín thác mà kín múc bất cứ những gì cần thiết. Hãy thường xuyên đến với nguồn mạch thương xót ấy và dùng chiếc bình tín thác mà kín múc tất cả những gì cần thiết. Linh hồn thưa: Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa.
Vì lòng nhân ái Chúa vẫn ở với con trên chốn lưu đời này. Vì Chúa thương xót và chúc lành cho chúng con bằng ánh quang rạng ngời lòng trắc ẩn và từ nhân của Chúa. Nhờ ánh sáng lòng thương xót Chúa mà con hiểu được Chúa yêu thương con ngần nào. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa nghe qua nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, chọn số 1487, thuật lại cuộc tâm sự giữa Thiên Chúa nhân lành với một linh hồn đau khổ. Số 1487 đáng để anh chị em ghi nhớ, đừng quên. Vì ai trong chúng ta cũng là những linh hồn đau khổ, ai trong chúng ta cũng chịu đựng những đau khổ, có khi còn rất nhiều đau khổ nữa. Vậy thì trong những lúc đau khổ như thế, anh chị em nghe đi, nghe lại, đọc đi đọc lại số 1487, cuộc tâm sự giữa Thiên Chúa nhân lành với một linh hồn đau khổ. Vì chính trong lúc mà ta đau khổ nhất thì Chúa nói với ta rằng Chúa hiểu rõ là con chịu lắm tân toan và thậm chí không có đủ sức để thư chuyện với Chúa. Thế thì chính Chúa sẽ là người bắt chuyện với ta. Câu nói rất dễ thương, Chúa là người đi bắt chuyện. Vì Chúa thấy mình quá đau khổ, không đủ sức để nói với Chúa thì Chúa đi bước trước. Chúa luôn là người đi bước trước. Chúa dọn đường, Chúa chờ đón, Chúa đón nhận những đau khổ với ta. Cho dù đau khổ có lớn lao thế nào đi nữa thì cũng đừng nản lòng hoặc là tuyệt vọng. Chúa nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, đừng bao giờ nản lòng hay là tuyệt vọng, cho dù đau khổ có thế nào đi chăng nữa. Và Chúa nói một điều mà những linh hồn đau khổ cảm thấy nhẹ lòng. Vì khi mình đau khổ mình không biết thưa với ai, không biết nói với ai, có khi chôn giấu trong lòng, có khi miệng thì cười mà lòng thì nát tan, trong héo ngoài tươi, không biết tâm sự với ai. Thì chính Chúa nói, chính Chúa hỏi, ai dám gây thương tích cho trái tim con? Hãy kể lể mọi sự với ta một cách thật chân tình và tỏ bày cho ta mọi thương tích của trái tim con. Chúa không phải chỉ là người nghe để ta giảm stress, rồi Chúa chẳng làm gì được. Nhưng khi ta kể lể cho Chúa những nỗi đau, nhất là những vết thương lòng của ta, vết thương chôn giấu bao năm tháng bây giờ được khơi lên, thì Chúa nói ta sẽ chữa lành và đau khổ của con sẽ trở nên mạch nguồn thánh hóa cho con. Chúa chữa lành đau khổ của ta và Chúa làm cho ta biết chấp nhận đau khổ, để đau khổ ấy trở nên mạch nguồn thánh hóa cho chính bản thân mình. Cho nên lúc nào Chúa cũng nói với Faustina là đau khổ có giá trị vô cùng. Và đau khổ bất hại là dấu chỉ ta đang trung thành bước theo Chúa. Và sở dĩ có đau khổ là vì ta không thuộc về thế gian, cho nên thế gian ghét bỏ ta. Nhưng đừng quên rằng họ đã ghét Chúa Giê-xu trước, họ đã bắt hại Chúa Giê-xu trước. Ta đi theo Chúa thì đương nhiên chấp nhận cái kết quả đó mà thôi. Có khi ta thấy, ôi Chúa ơi, những cái đau khổ của con nó quá lâu, nó quá dài, quá nhiều, quá lâu, quá lớn, cho nên con ngã lòng lắm, chịu không nổi. Tứ bề trên búa dưới bê đe, tứ bề thọ địch. Có lúc tôi cảm thấy rõ ràng như vậy. Đây, linh hồn đang nói với Chúa, tôi thấy chính là linh hồn của tôi. Và có thể anh chị em nghe, anh chị em đọc cũng thấy là chính mình, thấy chính mình ở trong đó. Đau khổ quá lâu, quá sâu, quá lớn, cho nên ngã lòng. Chúa nói đừng nản chí, ta biết niềm tín thác vô hạn của con đặt nơi ta. Ta biết con ý thức về lòng nhân lành, về tình thương xót của ta, cho nên
hãy hàn huyên đi, hãy hiệp hành đi, hãy đồng hành như là những người bạn tri kỷ, để con hàn huyên cho hết những gì đang đè nặng trái tim con. Chúng ta thấy có một Chúa giàu lòng thương xót lắng nghe con người. Có lúc ta thấy mình đơn độc, chẳng biết nói với ai, mà nói cũng chẳng có ai nghe. Những người có chức có quyền thì ở quá xa, mà có dẫu có nói họ cũng chẳng hiểu. Có ai hiệp hành với ta trong lúc ta đau khổ ngoài một mình Chúa Giêsu? Lúc đau khổ như thế, mình hãy nói với Chúa. Chúa bảo con hãy nói thật là đơn giản như chỗ bạn bè với nhau. Chúa dùng từ như thế đấy, thưa anh chị em và các bạn. Con hãy nói cho ta thật đơn giản như chỗ bạn bè với nhau. Bây giờ con kể cho ta nghe đi, điều gì cản trở con trên đường trọn lành? Có nhiều cái cản trở lắm. Đối với Faustina cũng như nhiều người chúng ta, đó là cái sức khỏe. Sức khỏe yếu nhược, mình không thể đi con đường trọn lành, không thể chu toàn phận sự. Và mình cảm thấy mình vô dụng như là một bánh xe thừa thãi trên một cỗ xe. Thậm chí như việc đạo đức như là hãm mình giữ chay, mình không làm được như là các thánh đã làm. Mà nhất là đau nhất là khi mình bệnh tật thân xác thực sự đang cần sự nâng đỡ an ủi, thì người ta lại nghi ngờ mình, giả vờ, không ai tin mình là bệnh thật. Cho nên nỗi đau tinh thần càng làm trầm thống thêm nỗi đau thể xác. Rồi bên cạnh đó là sự thường xuyên phải chịu nhục nhã. Thì làm sao mà có thể nên thánh trong hoàn cảnh như vậy được? Chúa Giêsu không phủ nhận những lời tha thán ấy, những lời tâm sự ấy. Chúa nói đúng thế, tất cả những điều ấy đều là đau khổ. Nhưng mà dẫu là Thiên Chúa đi nữa, cũng không có con đường nào khác dẫn lên trời ngoài con đường thánh giá. Không có con đường cứu độ con người nào khác ngoài con đường là chịu chết nhục nhã trên thập giá, sống lại để đem ơn cứu độ cho con người. Và Chúa Giêsu nói rằng Ngài là người thứ nhất đã đi con đường ấy, thì phải biết đó là con đường ngắn nhất và bảo đảm nhất, con đường đau khổ. Mà sở dĩ mình đau khổ như vậy, một trong những cái làm mình đau khổ nhất là mình trung thành với Chúa mà lại phải chịu bách hại và đau khổ nhiều như vậy. Trung thành với sứ mạng loan truyền lòng thương xót Chúa mà phải gánh nhận bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu lời khen tiếng chê, bao nhiêu lời bình phẩm. Đó là cái mình chịu đau khổ vì trung thành với Chúa đó, trung thành với lòng thương xót Chúa mà chịu đau khổ đấy. Thì Chúa nói rằng vì con không thuộc về thế gian cho nên thế gian ghét bỏ con. Nhưng mà hãy nhớ rằng nó đã ghét bỏ, đã bách hại Chúa trước. Mà càng bách hại thì càng là dấu tỏ mình đang trung thành với Chúa. Rồi mình cảm thấy ngay cả những người thân nhất với mình, bề trên của mình cha giải tội, những người bạn với mình, đồng môn với mình cũng chẳng hiểu mình. Đó là một cái đau khổ nữa. Chúa cho ta thấy rằng là không được cảm thông là một nỗi đau đớn, nhất là những người mà mình yêu mến và cởi mở thật nhiều, nhưng họ không cảm thông. Những phiền sầu và khốn cùng ấy chỉ được Chúa là đứng giàu lòng thương xót cảm thông. Và Chúa nói được Chúa cảm thông là đủ rồi, được Chúa cảm thông là đủ rồi. Và Chúa vẫn ở lại trần gian này để an ủi trái tim nhức nhối của ta và bổ sức cho ta, để ta khỏi lao đao trên đường đời. Và những lúc mà gặp những lúc tăm tối nhất thì hãy chạy đến với Chúa. Những lúc mà tối tăm dày đặc đang bao phủ tâm trí thì hãy chạy đến với Chúa. Vì chỉ trong một phút giây thư, Chúa có thể chiếu ra ánh sáng là mình thức tỉnh nhiều hơn bất cứ sách vở hay bất cứ trai giải tội, bất cứ trai lý hướng nào có thể chỉ ra cho mình. Và Chúa cho chúng ta thấy chính Chúa cũng phải chịu cái đau khổ ấy trong vườn cây dầu, bị nghiền nát trong thảm sầu đến chết được. Vì vậy mình được chia sẻ những đau khổ là Chúa dành cho mình một cái ân tình đặc biệt. Chúa muốn ban cho mình chịu đựng những đau khổ ấy, vì linh hồn đau khổ là linh hồn gần với trái tim Chúa nhất. Những lúc như thế, lúc bị người ta quên lãng, lúc bị người ta chối từ, mặc dù mình thiện chí thành tâm đóng góp nhưng vẫn bị chối từ, bị phản bác, bị loại trừ. Và
Faustina cho thấy những người mà đáng lẽ ra con được quyền nương tựa trong lúc cần thiết thì chính những người ấy lại quay mặt làm ngơ. Chúa nói hãy dốc lòng đừng bao giờ nương tựa vào người đời. Dốc lòng đừng bao giờ nương tựa vào người đời mà hãy phó mình hoàn toàn cho thánh ý Chúa. Lệnh Chúa không phải ý con nhưng là thánh ý Chúa được nên chọn nơi con. Khi mình nói được điều đó, Chúa rất là vui mừng với một linh hồn như thế. Linh hồn ấy đã đem lại vinh quang cho Chúa. Linh hồn ấy làm tỏa ngắt thiên đàng bằng hương thơm nhân đức của mình. Mà muốn có được sức mạnh để chịu đựng những đau khổ như thế thì việc thường xuyên hiệp lễ là rất cần thiết. Cho nên Chúa nói là hãy thường xuyên đến với nguồn mạch thương xót ấy và dùng chiếc bình tín thác mà kín múc bất cứ những gì cần thiết. Ta cùng thinh lặng cầu nguyện cho những người đau khổ, những người bị hiểu lầm, những người bị nghi ngờ, bị loại trừ, bị ghen tị, ghen tức, những người gặp những bối rối, khó khăn, thử thách. Xin Chúa cho họ biết chạy đến với Chúa như Chúa đã nói trong số 1487. Chúng ta cùng đọc 10 kinh trong chuỗi lòng thương xót Chúa, kinh cầu lòng thương xót của Cha và kinh tận hiến cho Chúa Giêsu, rồi lãnh phép lành và hát bài kinh lòng thương xót Chúa. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu ngôn Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn âm u một linh hồn tin thang. Lạy Chúa Giêsu là bàn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là
sự an bình trong những phút giây buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em ngày mai trong Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Một lần đi xa, con đã xa đà, vương vấn tội đời. Chỉ vì ham vui, con đã quên đi là mình có lỗi. Phần người đam mê sao quá ê chề, vương vấn tội đời. Bỏ lại sau lưng quá khứ đau thương là mình đắc tội. Mình đã được phép sửa tội, dẫu rằng mình đã là con Chúa rồi. Con giơ cao tay xin lỗi Chúa, con xin cúi đầu thông hối ăn năn. Đời con bao phen đã xa vì lòng trái đau. Con giơ cao tay xin lỗi Chúa, con xin cúi đầu thông hối ăn năn. Để con bao phen đã xa vì lòng trái đau. Con giơ cao tay xin lỗi Chúa. Con bao phen đã xa.